Hey, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời. Một ngày mà mình chỉ ngủ mới có 2 tiếng mà thôi. Hôm nay ngủ được 2 tiếng. Tại vì sáng nay 3 giờ sáng là phải lên xe để đi đảo sinh tồn nữa rồi các bạn ạ. Và cuộc hành trình sẽ bắt đầu từ ngay bây giờ nha mọi người. Mọi người nhớ theo chân mình nha. Còn hôm nay các bạn biết có điều gì đặc biệt không? Đây, bà Suna. Suna, anh đi đảo sinh tồn nha. Ở nhà vui vẻ nha. Sao mà nhìn mặt buồn ngủ vậy nha? Vậy là phải chào tạm biệt bà Suna để đi đảo sinh tồn rồi các bạn ơi. Nhớ cổ vũ cho anh Thắng nha. Bye bye. Mình đang đợi xe ở dưới nhà và đột nhiên mình thấy một đứa rất quen. Hello mọi người, thì hôm nay kiểu mình quay lại đảo trường sinh tồn á, xong rồi cái tự nhiên cái mình đang đi cái mình gặp anh ấy đó, nên là bây giờ thì mình xin đi ké thôi chứ mình không có tiền đi xe ké mọi người. Ok, được. Như vậy là chào mừng Tiền Xu đã quay trở lại với đảo sinh tồn. Hay. Nói đúng đỉnh luôn á. Hôm đó em với anh mà chung cái gọi là ý tưởng rất là được rồi. Tự nhiên cái em bị thao túng tâm lý anh. Vậy không? Trời ơi, anh hay thiệt, nói cái về lại hay thiệt chứ. Nói là em sẽ trở lại đảo sinh tồn, cái trở lại luôn các bạn ạ. Trời nhiên. Ơi, có anh bạn cũng ngon mà đúng không? Wow, thật là hấp dẫn. Đỉnh phết, vé thì đỉnh đó các bạn. Thấy vô mọi người, mình đã lên xe rồi nè. Đấy. Và cái chỗ nằm của mình nó khá là nhỏ, hình như là không nằm được hết xuống dưới được đó mọi người. Ở đây hot boy trong làng cứu nước. Chảy gì người ta đứng đây người ta đợi mình chơi. Và cuối cùng thì cũng đã tới. Bây giờ phải lấy vali thôi các bạn ạ. Mệt quá rồi. Cảm nhận của em khi mà đi xe giường nằm? Em đi cảm giác là từ lúc mà 6 giờ sáng bây giờ chắc là tầm 1 giờ chiều. Cảm giác là đi rất là lâu. Rất lâu luôn. Đúng rồi, đi buổi sáng là lâu, thường thường là tụi mình đi buổi tối không đúng không? Đúng rồi, đi buổi tối ngủ. Nhưng mà mình vẫn ngủ được nhưng mà cảm giác rất là lâu. Giờ bây giờ có mấy cảm giác mà xe mà nó qua đèo. Nghiêng qua nghiêng lại đúng không? Rồi bây giờ phải lên xe đi thêm một tiếng nữa nè. Cuối cùng thì bọn mình cũng đã tới khách sạn rồi. Bây giờ thì phải đi vào check in thôi các bạn ạ. Biết vậy tôi đi máy bay cho rồi, nhưng mà đây là show sinh tồn trải nghiệm nên là phải đi xe các bạn ạ. Phải kiểu đồng cam cộng khổ cùng với mọi người. Như được cái là những bạn ở ngoài Hà Nội thì sẽ đi máy bay, còn những bạn trong thành phố Hồ Chí Minh thì đi xe. Mệt muốn xỉu luôn. Thôi tôi ngồi đây. Từ đổi lại đi máy bay và đi xe khách thì sẽ đi cái nào ạ? Ta vẫn đi xe khách bởi vì xe khách đường ngủ tốt hơn, và máy bay vẫn là ngồi chờ sân bay. Xong rồi lên máy bay rồi từ sân bay về đến khu trung tâm rất là xa thì cũng phải đi ô tô vậy. Nếu mà đổi lại vé thương gia thì sẽ đi cái nào? Chị vẫn sẽ đi xe khách bởi vì là xe khách mình sẽ được nằm ngủ. Còn lên máy bay thì chờ đợi rất là lâu. Kể cả business có tài xế riêng mà chở ra sân bay thì chị sẽ đi. Chị vẫn sẽ đi xe khách bởi vì xe khách nó đón chị ở nó rất là gần nhà chị. Thôi chị đừng giả chân nữa, tại vì chị đang cố bào chữa cho việc bọn em đi xe khách quá mệt. Bây giờ thì mình sẽ đi vô phòng 003. Mình ở lầu 1 không cần phải lên thang máy làm gì cả. Đây, không biết sao nha, nhưng mà thường thường đi khách sạn thì mình sẽ review sơ qua một cái phòng mà mình ở. Đi khách sạn nào cũng vậy hết. Bên đây thì sẽ có một cái sảnh ở phía dưới, có mấy bộ bàn ghế ngồi để chiêu chiêu nè, rồi ngắm hoa lan, hoa cảnh rồi gì á. Thì thời tiết ở đây thì nó khá là mát chứ không lạnh cho lắm, mà là mình mặc đồ nè. Đó, tưởng đâu lạnh mình mặc 3-4 cái áo luôn ha. Rồi ở đây có một cái tủ lạnh nè. Phía bên này có cái quạt gió. Nhưng mà ở Đà Lạt thì không có máy lạnh đúng không? Nhưng mà mình đang suy nghĩ, nếu như mà không có máy lạnh, cúp điện thì làm sao ta? Mình muốn có gì đó sai, cúp điện thì cũng không xài được máy lạnh. Mà cúp điện thì liên quan gì đến máy lạnh ta, nếu mà không có máy lạnh. Nhưng mà nếu cúp điện thì nóng. Ở đây làm gì nóng? Còn đây là cái toilet nha các bạn. Đây, toilet.
cũng bình thường thôi, không có gì hết. Thôi, chắc là nghỉ khoảng tầm 10 phút rồi đi ăn. A few minutes later. Ôi mọi người ơi, hình như đó là Ngô Đình Nam. Hả? Nam? Em có thể phỏng vấn anh một xíu đúng không ạ? À? Ok. Hôm nay anh tới đây bằng xe gì à? Anh đi máy bay hay là đi xe à? Anh đi xe máy. Anh tới đây vào lúc mấy giờ? Là 1 giờ sáng luôn hả? Một giờ trưa. Anh hiện tại anh ăn gì chưa ha? Anh tới đảo Sinh Tồn anh có cảm giác như thế nào anh ha? Vòng chung kết này á? Bình thường. Là bình thường à rồi. Cái vòng chung kết này anh dự định là anh có thể vô địch được cái vòng chung kết đảo Sinh Tồn này không anh ha? Cái chuyện này bình thường. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều ha, cảm ơn anh. Hỏi anh Nam. Nhưng mà anh kiệm lời quá nha, đưa mic cho em. Bye bye anh. Trời tối rồi nha các bạn. Nói các bạn nghe là mình đáng ra mình sẽ quay rất là nhiều vlog vào buổi trưa, nhưng mà đi xe lên trên buồn ngủ quá, mình ngủ mất tiêu, mình quên đấy. Cái xong rồi mình tối mình đi ra ngoài đường, mình ra mình gặp con bé này nè các bạn. Sao? Cái gì? Nói. Ok nói. Ở đây lạnh nhưng mà không hiểu sao. Rất là mùa hè mọi người. Mùa hè đâu, mùa hè trời ơi, 2-3 độ. Nè mọi người coi ông nha. Đó, ông mặc vậy. Mỏng mà trong mình mặc giày như thế này, áo các thứ. Ok bạn. Bây giờ mình đứng đây làm gì vậy? Mình chuẩn bị đi ăn ở tiệm nướng Melly. Nói cái gì vậy? Hôm nay hai tụi mình sẽ làm một món nướng siêu to khổng lồ. Các bạn có thể phía bên tay phải của mình đây là một cái bếp nướng dành cho những người ăn chay, còn phía bên tay trái của mình đây là bếp nướng dành cho những người kiêng thịt. Và tối nay thì đáng ra là một cái bàn này nó rất là dài, nhưng bởi vì số lượng đồ ăn có hạn nên chúng tôi đã cắt bớt nhân sự ở tại vị trí này rồi, nên là chỉ còn lại những người này là những người thực sự yêu mến những cái món đồ ăn chay và mỹ vị ở đây. Đơn giản là như vậy thôi. Quay nhiều làm gì? Đi ăn. Thôi, cắt đi. Biết điều gì không? Sáng sớm là bắt phải lên đỉnh rồi. Không biết lên đây để làm gì. Nhưng mà trên đây rất đẹp. Đẹp chỗ nào thì không biết. Nhưng mà tôi muốn về nhà tôi đi ngủ luôn. Có khi nào kiểu mưa cái trời mình kiếm cái trời mình ngủ. Mưa thì hơi khổ luôn đó bạn. Anh AS là hay chuyên gia mở các loại là vào túi. Ok. Nhìn, ta đưa cái clip này cho vợ em coi. Anh nghĩ cuộc hành trình ngày hôm nay nó sẽ đầy cam go không anh? Là sẽ rất cam go. Tại vì nó là một trận chung kết mà tất cả những người giỏi nhất đã vào tận đến đây rồi. Và lần này thì bài học rút ra là không có sự tin tưởng. Đúng, đây chính xác. Khả năng cạnh tranh nó sẽ cao nhất. Yeah. Và người vô địch cũng sẽ là người giỏi nhất. Anh thấy giữa ba đội thì đội nào có khả năng là đội chiến thắng không? Đội nào cũng có khả năng, quan trọng là ai đủ quyết tâm hơn thôi. Xin hỏi hai bạn có chung team không ạ? Dạ không ạ. Nếu như mà hai bạn là đối thủ của nhau thì sẽ như thế nào ạ? Và nếu như mà hai người có một người bắt buộc phải ra về thì ai sẽ là người tiên phong ra về và ai sẽ là người? Em. Để nó lại. Không, em hứa lại đâu. Để nó lại. Không, em hứa lại. Để nó lại đi anh Hồng Quánh. Ủa, nếu như mà không muốn ở lại tại sao quyết định lại đi tiếp? Ai mà biết được. Số phận nó bắt thắng như này, biết đâu ai đâu muốn thắng đâu, nó bắt thắng. Nếu như mà chỉ có một người được đi tiếp mà một người không đi tiếp thì có lo lắng không ạ? Dạ không ạ. Người cầm cam sẽ đi tiếp ạ. Người cầm cam sẽ đi tiếp. Bây giờ thì mọi người sẽ bắt đầu đi leo núi. Đấy, các bạn có thể thấy bình minh ở phía đầu xa xa kia. Nói chung là một cái cảm giác không khí ở đây thì rất là ổn định. Thật là thoáng mát. Sao nó cao dữ vậy trời? Ta lấy xe máy ta chạy khỏe hơn luôn này.
mệt quá. Rồi. Chiếc đó là chiếc gì? Xe rùa. Nói thật với các bạn á, cũng may hay là mình tám muối trong hồi nãy giờ là mình sủi lo rồi đó. Gió ơi, có cách nào anh đi nhẹ nhàng không gió? Coi. Cách gì? Sao lại mang vậy đó? Còn bao xa nữa chị? Đó, mệt quá. Anh ơi, theo như em biết thì chúng ta phải đi bộ 1 tiếng rưỡi. Mà nãy giờ mới đi được 5 phút thôi anh. Ui. Thầy Beo về chưa thầy Beo? Nghe chưa, nhìn mặt là thấy còn khỏe. Tao ở nhà ngủ sướng đi ra đây chi vậy? Chưa thấy cái lều rồi. À, mừng quá, nhanh lên. Ơi. Như vậy là cũng đã tới chỗ quay rồi các bạn ơi. Quá mừng quá, chưa bao giờ được mừng như ngày hôm nay. Hello hai bạn. Hai bạn cảm thấy thế nào khi mà cùng đội với AS Mobile ạ? À? Thấy phải gánh thêm một cục tạ nữa, hơi mệt. Chia sẻ thì sao ạ? Em thấy phấn khởi lắm. Cảm ơn chia sẻ rất là nhiều. Và đây là thành viên đồng đội của mình, Tiga mình. Đây là lão nhỏ. À không em, thôi. Anh là cái máy gánh tem của em đó. Trời ơi, chỉ cần nghe tới tem mình thôi có AS là mình mấy tem mình kêu quéo hết à. Bây giờ tem mình gồm có Ma, có Ti, có Lão Gió, có Chi C. Bây giờ mình sẽ đặt tên tem là gì? Nobita. Bên kia thì màu xanh Doraemon. Bên kia là Suka. Suka. Đặt tem tem là gì á? Ủa, em thấy sao khi mà là tem của đối thủ của anh? Sao em cũng kích em mà. Máu anh kích em, bây giờ anh mua chuột em hả? Không. Được không? Mua chuột em. Làm sao đó cho tem bên kia là gánh nặng của tem bên kia được không? Thì 5 triệu. 5 triệu tiền làm diễn viên hả? Làm diễn viên thôi, làm gánh nặng. Hỏi bên kia có trả giá cao hơn không? Nhưng mà nhớ đâu. Bây giờ này em làm sao cho đội bên em thua là anh đưa em 5 triệu. Ôi chết mẹ rồi. Chết rồi. Rồi đưa lên. Rồi đây đây. Đổ đi. Với cái thử thách truyền bột á, mình thấy là nó thật sự dễ dàng. Như thế này. Rồi. Xe ơi. Rồi đổ tiếp, đổ tiếp, đổ tiếp. Rồi đổ đổ đổ. Rồi nhận nè, nhận nè. Cho Nguyễn mà nó làm nhiều bột quá, người ta làm chừng ít à. Bưng lên vậy nè, cả đống bột luôn, nhìn cái thau bột mà nhìn khủng luôn á. Đổ lên đầu nè, bây giờ nè, nhìn đầu mình giang khề chứ luôn nè. Nhân nè. Rồi, từ từ nha. Mình cảm thấy thử thách bong bóng hơi khó khăn ở chỗ là cái kim của mình nó hơi không được nhọn, nhưng mà mình vẫn chọn được 7 quả bóng. Nói chung thử thách thứ hai vẫn hơi easy. Bọn em mới dùng những cái kỹ năng tuyệt chiêu cuối cùng của bọn em ra. Game là dễ. Xong. Hai mảnh ghép kia. Đi luôn. Đây. 5 vốn cho đội vàng. Bắt đầu. Bắt nó luôn. Ui ôi. Ôi, bắt mọi người. Mình sinh ra ở vùng nông thôn, bản thân của mình không phải là một chàng công tử bột. Vậy nên rằng là những cái thử thách, bất kể cái thử thách nào mà xuất hiện ở trong cái cuộc thi này thì nó chỉ là những cái trải nghiệm mà mình đã từng bước qua thôi.
mình chỉ lo lắng cho đồng đội của mình thôi. Cũng phải chùm cuối rồi, em đừng phải mạnh sợ mẽ lên. Khó quá đây. Không, em tin vào nó mà bò đây, em sợ. Đây 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 đây. Đã diệt được chùm cuối rồi. Ôi trời ơi. Em ơi này đàn ơi. Bao nhiêu bên xong rồi. Sao nhiều người ta? Sao nhiều người ta? Cái thùng này nhiều người ta. Xong nha, xong nha, xong nha. Đội bạn thân mến, như vậy là các bạn đã hoàn thành thử thách vào chuyển lĩnh vực chỉ giá 4-4-11. Đúng là thế. Và đây là mảnh ghép của đội ở thử thách thứ tư. Chúc các bạn may mắn ở hành trình tiếp theo. 700m cuối cùng này dường như mới là thử thách khó khăn nhất trên hành trình chinh phục kho báu. Liệu đội nào sẽ về đích đầu tiên? Cố lên, vừa có giới hạn ra. Cố lên này. Cố lên tụi mày ơi. Rồi, ok, lên. Cố nghe rồi. Mình chơi được. Rồi quá giới hạn tôi. Lên. Mình đánh anh. Sắp tới rồi, cố lên nào. Wow. Ui, cao hơn mây luôn kìa. Ui. Còn một tí nữa. Đây. Hôm nay đội mình sẽ phải chinh phục được khu vực này. Lên, cố lên. Tôi đi trước đi đâu ơi, em đi trước đi đâu ơi. Đúng vào. Có được không? Tôi tới rồi. Tôi sát nước rồi nè. Tới rồi, tới rồi. Lên nè. Lên. 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 Lên tới nước rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, chúc mừng đội vàng. Cờ của đội em đâu? Như vậy là thử thách ngày hôm nay đã hoàn thành rồi các bạn ạ. Mình đã lên tới đỉnh rồi. Yeah! Bọn mình phải băng qua rất nhiều cái đoạn đường khu vực chờ đường rất là trơn trượt luôn các bạn ạ. Và trên lúc đi thì mình sẽ cầm cái cây này để chống, thì phải có sự cổ vũ của các đồng đội khác thì mình mới lên được. Tại vì mình cũng theo kiểu là mình mổ lưng các bạn, mình mổ lưng á nên là lưng mình nó không được khỏe, nhưng mà nhờ cái cây gậy này mình đã lên được tới đây. Và tí nữa còn một cuộc hành trình đi xuống nữa. Và bây giờ hiện tại là khá là đuối nên là sẽ ngồi không biết nói gì luôn. Nhưng mà vừa băng qua khu rừng thì mình thấy rằng là ở trong khu rừng đó có những cái gốc cây rất là to, rất là đẹp. Tí nữa xuống lại mình sẽ quay cho các bạn xem cái đoạn hành trình mình xuống thì nó sẽ quay dễ hơn so với việc đi lên. Nhưng mà cũng rất là nguy hiểm khi mà mình cầm điện thoại mình quay. Chỉ khi nào mình dừng lại ở một địa điểm nào đó thì mình mới cầm quay được. Còn trên đoạn đường thì mình cũng muốn là sau này nếu sẽ sắm một cái con GoPro các bạn để mà quay cho nó dễ. Đứng dậy, đứng dậy đi. Đứng dậy đi, đứng thẳng chân lại vậy mọi người ơi. Thẳng ra, duỗi thẳng chân ra, duỗi thẳng chân ra, đứng dậy không tôi căng cơ nó đau chân á. Yeah. 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 Sướng không? Leo lên đây sướng không? Lần sau đi nữa không? Không đi nữa đâu. Không đi nữa đâu. Một lần trong đời thôi, sau này em sẽ về em kể là tao vẫn leo được lên đỉnh núi, nói gì đến việc. Giờ biết việc gì, nó mệt lắm rồi, trong đầu không nghĩ ra được gì, nó bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi. Chia sẻ cuộc hành trình đi nè. Như em bảo là em mấy này em leo hàng ngày. Cho mọi người nghỉ xíu đi. Khỏe không? Để mình chạy vòng vòng đi, mình dắt tay chạy vòng vòng chơi đi. Đi đứng dậy. Mày đâu? Giỏi quá. Thôi đi, giờ đi xuống không? Thì giỏi. Lên, lên. Giỏi vậy. Giỏi đấy, cực kỳ giỏi luôn đấy. Bé quá hả? Chịu khó tí. Thấp hả? Sao vậy? Cố lên, lên tới nơi rồi, bây giờ là ăn mừng thôi.
Cảm xúc ghê anh em, mày quay. Focus anh em ơi. Nhưng mà chúng ta cùng thắng đúng không? Bây giờ đội này đi sau đội AS đúng không? Vậy là thua rồi. Nhưng mà chúng ta cùng thắng, chúng ta đã cùng được lên đây rồi. Tất cả mọi người. Vậy chia kim cương hả không? Chúng ta đã cùng thắng là chúng ta đã chinh phục được cái cuộc hành trình leo núi. Chúng ta đã có mặt ở trên đây rồi. Mọi người cùng thắng, nhưng mà tiền thì vẫn là về đội top 1. Nên là mọi người yên tâm nha, không sao hết. Người ta thì khóc ở đây này. Ở đây ngồi cười. Các bạn thấy nụ cười của kẻ chiến thắng. Chúng ta đều chiến thắng, đâu có đội nào chiến thắng đâu. Mọi người lên được đây rồi hết rồi mà. Chẳng có ai thua cuộc trong đúng đội này cả. À không, tiền thì vẫn là đội top 1 chứ, đúng không? Bây giờ thì bọn mình sẽ đi xuống. Và đi xuống thì đỡ hơn đi lên. Thì các bạn biết á, đi xuống thì nó đỡ mất sức hơn, còn đi lên thì nó mất sức, mệt lắm. Với lại là ở trong đây bụi rậm cũng nhiều, mấy con côn trùng với lại là mấy con rắn là gì đó đủ các kiểu. Có ma là đỉnh vãi nồi. Giờ đi xuống chắc đỉnh hơn nữa. Bây giờ mà ma mà nhảy nó thấp xuống dưới luôn là hay nè. Ừ. Mà ở đây có 4 cây 2 nữa kìa nhé. Hả? 4 cây 2 kìa. Trời ơi. Ở ngay cái chỗ này á thì người ta có đóng mấy cái tấm ván á để chặn đất lại và làm thành một cái bậc thang để cho mình đi xuống. Giờ đi xuống thì em không hiểu tại sao lại mình đi lên được. Ừ. Không, mà nãy là vì kim cương em. Này có mấy gốc cây. Còn đi xuống này là để nhận kim cương. Đi nãy giờ mà vẫn chưa tới này các bạn. Vẫn còn cả đống. Các bạn nhìn cái mảng. Cái mảng thực vật của nó này. Ui. Nè. Nghe cái một cái thân cây mà nó có mấy cái mảng thực vật đẹp chưa? Rồi nãy ở dưới kia thì sẽ có cái cây rất là to. Mà hầu như á, ở trên Đà Lạt không khí lạnh á, là cây, ngay mấy cái vỏ cây nó sẽ có những cái mảng thực vật. Có những người nước ngoài người ta leo núi nữa nè. Mà mình đi xuống bây giờ người ta mới bắt đầu leo lên nè. Leo lên không biết khi nào leo xuống luôn á. À, nước ngoài họ thích trải nghiệm những cái du lịch như thế này. Tại vì ở Việt Nam mình đôi lúc á, cái thành phố nó cũng nhộn nhịp quá, nó tấp nập quá nên là quên đi những cái trải nghiệm mà rừng như thế này. Thật sự mình thích, rất là thích rừng luôn. Chứ còn về biển thì mình không thích nha. Biển là vì khu vực mình ở gần biển nên mình không thích đó. Còn về rừng thì mình rất khoái luôn. Ai rủ mình lên núi sống mình cũng lên luôn các bạn. Mình chắc chắn sẽ phải mua một con đồi. Kiểu giống là đục về nhà rồi các bạn. Kiểu sa mạc mà. Mà gặp một cái đảo nước vậy. Ghê. Bị lạc trong rừng này là toan luôn các bạn. Nên nếu mà các bạn có thích kiểu đi sinh tồn thì mình nghĩ là nên đi học những kỹ năng sinh tồn trước. Xong rồi sau đó là mình đi cắm trại sinh tồn này nọ. Không nên sinh tồn đâu. Các bạn ạ, mình nghĩ là các bạn không nên tự sinh tồn đâu. Tại vì là trong rừng nó không giống như ở trên phim ảnh đâu. Nên là mình nghĩ là thôi, tốt nhất ở nhà thôi. Cực lắm. Rừng ở đây nó còn lạnh nữa chứ. Lạnh ngắt. Má có thời gian để rung vậy? Để coi có không? Có. Cùng thông niên thân dịu dàng. Giang phút nụ cười say hương hương. Mình hát hay quá. Qua đây.
đàn. Mình là con người. Mấy nghĩa như là mấy cưới. Mình là con người. Bây giờ giọng bài tiếp theo thì mình đến với giọng hát của Chise ạ. Rồi chào nha mọi người, 3, 2, 1, cảm ơn mọi người nhiều. Ok.